bánh mì, bánh rau, mắm 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 đủ đủ đó. Mực Food chuyên bán đồ ăn đặc sản, đồ ăn vặt. Liên hệ Zalo hoặc gọi số 0879299932, Facebook Linh Lê, Fanpage Thằng Mực Food. Nè, từ từ nè, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nè. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại cho nó đi hết cái dòng nó đi thì con quýnh nó, từ từ trời ơi nó wasabi mù tạt đu đủ Diên chi, bánh mì, bánh rau, ăn nha, ăn nha, ăn nha, uống nha. Bây giờ làm cái nào chứ? Hàng một phút, bánh mì phút. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Food của Mập nha, và kênh YouTube Bánh Mì Food nha cả nhà. Đây là bánh mì, đây bánh mì. Hôm nay Mập ăn bánh bao nha cả nhà, nguyên một mâm bánh bao luôn. Bánh bao này là bánh bao Thọ Phát cả nhà. Ở đây là bánh bao 8 trứng nè, bánh bao khổng lồ nè đó, còn ở đây là mấy cái bánh bao con nhỏ nhỏ cả nhà, 6 cái luôn nha, là 7 cái á, một cái bánh bao bự dưới đây nè, 6 cái bánh bao nhỏ. Còn bánh mì thì hôm nay bánh mì múc bằng đu đủ nha. Đu đủ mà ghe rồi nha cả nhà, nó nhuyễn lắm. Với lại ở đây là nước cam nha. Đó. Uống nước cam. Ăn đu đủ. Và cả nhà ăn với ba con mập nha. Nè, ăn đu đủ nha. Ăn đủ nha. Thôi, nè ăn đi nha. Con thích ăn đu đủ lắm mà. Nè. Rồi. Nè, ăn đi, ăn đi. Mâm 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 mâm. Mâm 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 nè. Nhắm nhắm, ăn đi, ăn ăn cho ông bà cô chú khen nè. Đó. Con thích ăn đu đủ lắm nha, ông bà cô chú. Đó. Ăn nhớ trời ơi, ngon quá, ngon quá, ngọt 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 rồi, con phải ăn lắm nha. Tin đi ơi, con giỏi lắm á, đu đủ gì con phải ăn lắm. Bà cô chú thấy bánh mì hôm nay giỏi không, thấy bánh mì giỏi không bà cô chú? Nè cả nhà, đu đủ nó có một miếng à. Bánh mì á, bánh mì nó chỉ uống sữa mẹ từ lúc sinh ra tới giờ luôn á cả nhà, chứ không có uống sữa công thức. Đó. Sữa mẹ gì đó hồi đó hay hay xem quảng cáo gì đó, sữa mẹ là sự phát triển tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cả nhà. Đó. Nói chung sữa công thức thì cũng tốt, mà cái sữa mẹ thì nó tốt nhất cả nhà. Bánh mì thì sữa mẹ nha, sữa công thức bây giờ đưa vô bình thì chưa chắc có uống nữa. Nè, ăn đi, ăn ăn. Mâm 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 mâm. Mâm mâm mâm. Đu đủ đó.
Giỏi lắm nha. Giỏi nha. Giỏi quá. Giỏi quá. Ăn đi gần hồi nhìn má ăn nha. Nha. Ừ, từ 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 bá rút, từ 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 từ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, dữ ơi, dữ ơi. Dữ ơi. Nè. Hôm nay là bánh mì là bút băng trước mặt nha cả nhà. Ơ trời trời dính dính dữ rồi con ơi. Bút băng trước mặt nha. Ăn nó hay lè 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 ra. Nên mình phải lau liên tục. Thôi, giờ quay qua uống nước cam đi. Còn tí bà đút một chặp nữa. Nhớ không? Nhớ không mày? Đây nước cam nè. Nè nè. Cái gì con uống con ăn cũng giỏi hết trơn nha. Nhiều á. Nhiều á. Bữa nay ông bà cô chú chứng kiến được con mút băng này nha, được con ăn dặm rồi nha, bữa giờ con không ăn đó, con nhúc chóc 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 ngoan quá, giỏi quá. Nè 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 nè, muỗng nữa đó. Giỏi quá ta ơi. Uống này bà chùi sao. Nè 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 nè, nó giỏi quá. Giỏi quá ta ơi. Nè, nữa nè. Giỏi quá. Giỏi quá. Rồi, tới ba nha. Con xong rồi tới ba nha. Ngồi chơi nha. Rồi, ngồi chơi. Tới ba nè. Tới ba nè. À, tới ba. Bây giờ con chơi gì? Con chơi con gà nha. Rồi, mời cả nhà ăn bánh bao với mập nha. Ở đây mà có kim chi nữa nè cả nhà. Bánh bao bự này mập mua 50 ngàn một cái. Còn mấy bánh bao nhỏ nhỏ là 20, hai mấy ngàn rồi cả nhà. Hôm nay mình uống ô long nha. Con gà này nó còn nhỏ, mình chưa ăn thịt được. Đây cái này mập cắt ra nè, cái này là bánh bao thường nè cả nhà. Ở đây mập có tương ớt với lại kim chi nữa đó. Đó, bánh bao trứng cút nè. Cái bột đây á, người ta làm bột mới á, nên nó phao 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 luôn á. Ngon đó nha. Cái nhân ở đây á thì nó nói chung nó cũng không có đặc biệt gì lắm. Bánh bao Thọ Phát thì cũng có nhiều chỗ bán lắm, nhưng mà ở đây là mập mua ở đường Nguyễn Tri Phương luôn nha, hình như là số 78 tới 80 Nguyễn Tri Phương á, ngay chỗ gốc của nó luôn á. Chắc hồi chết gạo bánh mì. Ngồi con đập đập chắc ngồi chết con gà luôn á. Chết con gà luôn á. Nè này bánh bao 8 trứng này cả nhà. Nó 8 trứng là 8 trứng cút nha, với lại có một trứng muối nữa nè. Đây cả nhà, trứng cút nhiều lắm. Hình như là 7 trứng cút với lại một trứng muối hay gì á. Mì. Mình. Cái bột ở đây không? Ăn nó ngon lắm đó nha. Rớt. Ăn mình ăn kết hợp với kim chi nha.
Một lần nữa là ba không có lụm nha. Ba lụm cái con giống như con tưởng nó là trò chơi của con, cái con quăng hoài. Nó hồi không chết con gà mới sợ luôn. Ăn những kim chi ngon lắm á nha. Cái bánh bao này chắc hơn nửa ký một cái. Nó trong cái nhân của nó thì có thịt nè, nhưng mà thấy có bún tàu rồi nấm cái gì nè, cái nấm đâm cô đó nha, khoảng đâu nấm gì giòn giòn á. Rồi trứng cút, trứng muối. Cũng lâu rồi mà không ăn một mâm bánh bao giống vậy. Rồi, không lụm nữa. Đếm rồi giúp em ăn hết cái này bánh đúc nha. Từ lúc mà bánh mì quay clip rung mập đó cả nhà, thấy ngủ ngon hơn lúc trước á. Chắc lên đây có nhiều người khen quá. Đây có trứng muối nè, thấy không? Mình ăn xong rồi mình phải lau miệng cho nó sạch nha. Cái gì đây? Bánh bao xá xíu, một cái nhỏ xíu, hình như cái này 15.000 thì phải. Chấm tương ớt cho nó đậm đà hơn tí. Ngon. Hơi xíu xíu ngon cái nha. Nè, con phái chơi chúng tìm cái gì ba hờ hờ cái con cười nè. Mắm 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 giỏi, mày giỏi nha, mắm mắm đó, đủ đủ món con thích đó, mắm 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 à.
Giỏi quá ta, giỏi quá ta. Giỏi quá, giỏi quá. Giỏi quá. Nè nè nè. Ôi ơi ơi. Dơ dơ dơ. Dơ. Đây đây. Đây đây. Hồi không cho ăn nữa luôn. Tí xuống ăn nha. Để bà làm nốt cái kiềng coi. Này hôm nay bánh mì mặc đồ sexy nha cô chú. Bánh mì mặc cái dùm 2 giây nha. À. Chùi miệng sạch nè. À. Rồi, rồi tiếp tục ngồi chơi nha. Gà đâu rồi? Gà gớt rồi hả? À, phải kiếm con gà cho con chơi. Rồi, rồi bây giờ để nó ngồi chơi đi ngay với nhà. Bây giờ mập tiếp tục mập ăn cái này đây. Giờ ăn cái nào đây? Cái này đi. À. Kiếm không? Ngáp mà ngáp xong làm cái ơi, như người lớn vậy cả nhà. Cái này trứng muối nè, thấy vàng vàng nè. Có tôm nữa cả nhà. Cái này chắc là đặc biệt á, cái này mới là trứng muối nè. Nhân có tôm nữa. Có nhiều anh chị á, nói chung mà cũng quan tâm tới bánh mì nên mới nhắc nhở mập, nhưng mà mập cũng nói với nhà cũng gì không, bánh mì nó ngồi lắm. Để bà nói chuyện được không, bánh mì cái nhà nó phải ngồi lắm, bởi vì nó ngồi được lâu vậy á, khi mà mình để nó nằm xuống nó cũng gán nhóc ngóc vậy. Cho dù chưa biết tự ngồi nhưng mà cũng gán ngóc ngóc vậy cả nhà. Với lại phái lật lắm. Ngon quá. Ngon quá. Nè. Ngon quá.
Đã quá. Đã quá. Tém kìa. Mà tém kìa. Đã quá. Ngon cái nhà bánh bao đi ngon á. Clip giúp mập quay nó, mập quay với bé đó nha, buồn ngủ, vừa tắt máy xong đó, ở bên phòng cái là nằm ngủ luôn á. Mì nha, mì, mì. Cô muốn bánh không? Hôm nay á, bà lấy cho con một một miếng một thôi. Bữa con không ăn cái con ấy. Con bẻ ra mà nó ăn nó bỏ. Nè. Cảm ơn mày. Cảm ơn mày. Ăn đi. Ăn đi nè, con ăn gì nè. Ăn gì nè. Đó, ăn như đó. Con để con ngậm vô cái là nó tan nha. Cái bánh này ngậm vô cái là nó tan nha cả nhà. Bánh gạo á. Ăn đi, ăn đi. Ăn nè, ăn giống bài nè. Nè. Ngon, ngon. Thiếu kim chi à? Ăn nè, nè. Cái này phải đút mà không tự ăn được. Ừ. Nè, con đừng có cầm, để ba nè. Đó, đó. Ừ. Ừ, đúng rồi, giỏi quá. À, mì giỏi lắm nghe. Giỏi quá, giỏi quá. Giỏi quá. Hình như là cái bên đây là cái gà quay thì phải. Ừ, đúng rồi đó nha. Ừ. Thơm mùi thuốc bắc. Lần đầu tiên thấy cái bánh bao mà gà quay vậy luôn á. Thử nè.
Nó gì kỳ đó nha. Nó không có ngon, nó không có đặc sắc. Lãng lãng sao. Nãy giờ ăn tự nhiên ăn trúng cái bánh bao gà quay này. Thấy tưởng nó vẫn ngon ai ngờ nó kỳ quá. Hồi nãy là một cái bánh bao lớn với hình như là ba bốn cái bánh bao nhỏ đó nha, bốn cái bánh bao vừa vừa bánh bao bình thường á, bấm ra hai ba cái với lại hai cái bánh bao nhỏ, hai cái bánh bao này nè. Đợi ba xíu nào. Đủ trò hết. Ngon quá. Trời quá. Bữa nay có chuyện mới rồi. Bữa nay ngừ ngừ giống như con cọp con. Sợ quá. Sợ quá. Sợ quá. Ở nhà nghe bánh mì ngừ không cả nhà. Thôi bé thăm mình nào. Ngon cả nhà. Hôm nay bánh bao xuất sắc nè. Chỉ có cái bánh bao gà quay gì đó. Ngon, hôm nay xuất sắc, xuất sắc nè, em ơi, xuất sắc rồi. Hôm nay Mập ăn bánh bao nha cả nhà, nguyên một mâm bánh bao luôn nha, với lại có cái sự góp mặt của bé bánh mì nữa nha cả nhà. À, bây giờ thì Mập đang ăn xong rồi thì Mập mong là cả nhà sẽ ủng hộ cái món ăn hôm nay và đồng thời ủng hộ cái clip mà hai ba con của Mập xuất hiện nha. Đó, và cả nhà có muốn góp ý về cái món ăn hôm nay nè, cái cách Mập ăn này, cái cách Mập trình bày món ăn thì bình luận phía bên dưới phần bình luận nha cả nhà. Còn nếu mà cả nhà thích ba con Mập nè rồi thích món ăn hôm nay thì cho Mập một like nha. Còn nếu mà ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Mập nha cả nhà. Nhớ nhấn cái chuông cái bên chữ đăng ký để YouTube thấy Mập cái clip. YouTube sẽ thông báo điện thoại cả nhà lên xem ủng hộ Mập nha. Còn bây giờ thì Mập và bánh mì. Bây giờ hai ba con mình chào ông bà cô chú nha. Đây, gỡ ra, gỡ ra. Ôi, 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 ôi
Trời ơi, trời ơi. Rồi bây giờ nè, bây giờ mập díp bánh mì. Chào ông bà cô chú nha. Giờ hẹn gặp lại 6 giờ 7 giờ tối ngày mai nha ông bà cô chú. Bye bye. Dạ, bye bye. Bye bye. Bye bye.